Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thể thao của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Mở đầu chương trình là những thông tin đáng chú ý diễn ra trong tuần qua. Vừa qua, Liên đoàn Võ thuật tỉnh trao quyết định thành lập câu lạc bộ võ thuật thôn Đồng Trung, xã Việt Hưng, huyện Văn Lâm với mục đích hướng dẫn tập luyện võ thuật để tăng cường sức khỏe, góp phần giữ gìn các thế võ truyền thống của dân tộc cho các em học sinh. Câu lạc bộ võ thuật thôn Đồng Trung được thành lập từ năm 2020, gồm 5 huấn luyện viên là các võ sư thuộc Liên đoàn Võ thuật Hưng Yên. Đến nay, câu lạc bộ đã thu hút gần 100 võ sinh đến từ các thôn và các xã lân cận. Thường xuyên tập luyện tuần 3 buổi với phương châm rèn luyện sức khỏe, ý chí, đạo đức, các nội dung đối kháng và 18 bài quy định Liên đoàn Võ thuật Việt Nam. Bên cạnh việc học võ, câu lạc bộ còn chú trọng tới việc học võ đạo, đó là việc sử dụng võ thuật và đạo đức người học, nêu cao tinh thần yêu nước, lòng tự tôn dân tộc. Chính vì vậy, nhiều võ sinh trong câu lạc bộ là thành viên đội tự quản an ninh trật tự của thôn. Những năm qua, xã Vĩnh Khúc, huyện Văn Giang đã dành quỹ đất và trích ngân sách địa phương cùng với huy động nguồn xã hội hóa xây dựng 10 sân bóng đá trải đều ở các thôn trong xã, tạo điều kiện cho trẻ em và thanh thiếu niên có nơi rèn luyện thể thao lành mạnh, bổ ích. Các sân bóng đều có lưới bao quanh và hệ thống đèn chiếu sáng. Điển hình như thôn Lương vừa hoàn thành xây dựng sân bóng cỏ nhân tạo trong khuôn viên nhà văn hóa thôn với kinh phí hơn 1 tỷ đồng từ ngân sách của xã và nguồn xã hội hóa của nhân dân. Ngoài ra, sân bóng của các thôn Vĩnh An, Đông Khúc, Du Tràng, Hà Tân đều được đầu tư xây dựng khang trang, đáp ứng tốt nhu cầu chơi bóng đá của người dân. Những năm gần đây, các hoạt động thể chất luôn được trường mầm non Tô Hiệu, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên tổ chức một cách khoa học. Hàng tuần, trẻ sẽ được khám phá các dạng vận động phối hợp của các môn thể thao khác nhau như bóng rổ, bóng đá, võ karate do, yoga. Ngoài ra, nhà trường còn thường xuyên tổ chức cho trẻ tham gia các hoạt động ngoại khóa, các trò chơi giúp trẻ vận động. Các hoạt động này không chỉ mang lại những hiểu biết cơ bản từng môn thể thao mà còn khơi gợi cho trẻ niềm đam mê vận động, có lối sống lành mạnh, rèn luyện tinh thần đồng đội và góp phần kích thích phát triển não bộ ở trẻ. Bên cạnh chú trọng nâng cao chất lượng dạy và học, trường tiểu học xã Đông Kết, huyện Khoái Châu còn quan tâm đến các hoạt động thể dục thể thao của giáo viên nhà trường. Ban giám hiệu nhà trường khuyến khích vận động cán bộ giáo viên tích cực tập môn cầu lông sau giờ dạy học vào buổi chiều. Nhà trường đã là một nhà tập cầu lông trong khuôn viên trường. Hàng ngày có khoảng 15 giáo viên, tương đương một nửa số giáo viên trong trường tiểu học xã Đồng Kết chơi cầu lông. Phát huy tinh thần thể thao trong nhà trường đã tạo không khí phấn khởi, qua đó nâng cao hiệu quả làm việc. Thưa quý vị và các bạn, nhận thức được tầm quan trọng của giáo dục thể chất đối với sự phát triển toàn diện của trẻ nhỏ. Vì vậy, trong những năm qua, song song với việc giáo dục văn hóa, trường trung học cơ sở xã Xuân Quan, huyện Văn Giang cũng đã quan tâm đầu tư, thúc đẩy các hoạt động giáo dục thể chất cho học sinh. Đây là sân cỏ nhân tạo có diện tích gần 1.000 m2 với tổng kinh phí đầu tư gần 800 triệu đồng, đã được trường trung học cơ sở xã Xuân Quan xã hội hóa và đưa vào sử dụng cho học sinh từ năm 2019. Sân cỏ được trang bị đầy đủ các trang thiết bị phụ trợ cần thiết như đèn chiếu sáng, hệ thống gôn, lưới bao quanh. Không chỉ là địa điểm phục vụ cho môn thể thao đá bóng, mà đây còn là nơi tổ chức nhiều hoạt động thể chất khác cho học sinh nhà trường như nhảy cao, nhảy xa, chạy. Ngoài ra, năm 2020, trường cũng đã tiếp tục xã hội hóa đầu tư được 5 cột bóng rổ với tổng trị giá gần 30 triệu đồng. Khi tham gia các hoạt động thể dục thể thao ở trường thì em cảm thấy rất là hào hứng, sẽ giúp cho chúng em có tinh thần thoải mái hơn và từ đó sẽ giúp cho em bước vào tiết học và có kết quả hiệu quả tốt hơn. Khi mà con tham gia các hoạt động thể chất của nhà trường thì giúp con thay đổi về cái chất lượng học tập, con khỏe mạnh hơn và con hăng hái tích cực trong học tập hơn. Bên cạnh việc quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho các hoạt động thể chất, nhà trường còn rất chú trọng trong việc thúc đẩy các hoạt động thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe cho học sinh. Hàng tuần, ngoài hai tiết học giáo dục thể chất theo chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thì học sinh còn được tự chọn các bộ môn thể thao yêu thích như cầu lông, bóng bàn, bóng rổ, bóng đá. Hàng năm, vào những dịp lễ lớn của đất nước, nhà trường thường tổ chức các hoạt động thi đấu giao hữu thể thao cho các em học sinh, tạo sân chơi vui khỏe, lành mạnh. Chúng tôi thường xuyên tổ chức các hoạt động thể chất phù hợp với sở thích, lứa tuổi và giới tính cho các bạn để tất cả các bạn đều được tham gia. Trong thời gian tới thì nhà trường sẽ vẫn tiếp tục quan tâm hơn nữa, làm tốt hơn nữa công tác giáo dục thể chất cho học sinh. Là hiện tại thì nhà trường chúng tôi đang làm công tác tham mưu với các đồng chí lãnh đạo địa phương là trong thời gian tới sẽ xây dựng một cái nhà tập đa năng dành cho các con. Thì khi có nhà tập đa năng rồi thì các hoạt động thể dục thể thao diễn ra sẽ được thuận lợi hơn rất là nhiều. Lứa tuổi học sinh chính là giai đoạn quan trọng, quyết định cho sự phát triển thể chất, thể lực cũng như tầm vóc của trẻ. Chính vì vậy, việc quan tâm phát triển thể chất cho học sinh chính là việc vô cùng cần thiết, góp phần giúp cho trẻ phát triển một cách toàn diện cả về trí lực và thể lực, tạo tiền đề cho sự phát triển của trẻ trong tương lai.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin thể thao của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chuyên mục này tuần sau. Thân ái chào tạm biệt.